không thấy chưa lèo. Rồi chứ từ bây giờ luôn, ok, không cười đúng không? Rồi 4 ly nước mía. Thua là chung liền luôn nha. Khoan nghe, bắt đầu ách xanh nha. Để cười cho đỡ. Rồi cười đi. Trời ơi. 6 ổ bánh mì luôn. Nay không có chuẩn bị tiền lẻ hả? Hỗ trợ anh bánh tiêu kìa. À, bánh mì rất là giòn các bạn. Bên 3, bên 2, bên 1 dùm nha chị. Rồi, máy bay. Máy bay hả? Được, máy bay cuối tuần nữa. Ôi dạ, máy bay bữa nay, ngày mai gặp lại. Máy bay là sao? Máy bay á, mà tại vì cái nói vậy á, nó gặp máy bay là tạm biệt á. Máy bay, hiểu không? Bye bye của tiếng Anh á, mà anh ghi anh đọc là máy bay á, máy bay Việt Nam mình á. Có hiểu anh Việt quá à. Không nói cái gì á ta ơi. Hồi nãy quên chào khán giả rồi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang ở sạp heo quay của chị Mai các bạn. Địa chỉ 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 nha các bạn. Cái này là video chia sẻ cho các bạn xem về heo quay chị Mai, heo quay Gia Giòn. Đó, khách tới luôn các bạn ơi. Đây. Ba gọi nạc, ba gọi gốc xương giá là 320 ngàn một ký nha các bạn. Xương đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 120. Bánh mì 15k một ổ, các bạn ăn thêm kêu thêm tính tiền thêm. Đó, khách luôn. Bánh mì vậy. Liên khúc chiều mưa luôn. Làm à, thử thách à, một ngày buôn bán không cười thì được, chứ một ngày buôn bán mà không nói chuyện để Duy Tâm nói không là chắc rối lắm ha. Anh sợ em thua thôi, tại vì em cầm lên em hỏi là chặt không cô. Rồi khi đó thì sao, giả bộ cầm lên cầm vào chặt á. Mất công có người thua, em dám cá không? Anh với Duy Tâm với chị Nga một team. Một ngày không cười ha, không nói chuyện gì đâu, cho chọn luôn. Không nói chuyện thì hơi khó, nhưng mà không cười là chơi luôn. Hãy yên tâm đi. Không gặp lại. Không 15. Tôi đã có người ta cho mua đó, mày bị cầm hay gì. Thử thách mình cá độ 4 ly nước mía thôi. Đơn giản thôi. Chị Tâm, không có chị Tâm. Không, tới đó chị Tâm là có nghĩa là... Dạ. Chị Tâm với chị Nga cũng không nói chuyện luôn đúng không? Rồi khách sẽ kêu. Đơn Hồ Ngọc Lãm đây. Lấy em 1 ổ 20 lấy cái nào có dễ không ớt? 1 ổ 20 không ớt. 2 ổ không ngọt. Tiếp tục làm nhân bánh mì các bạn. Rồi, ổ 30. Thử thách nếu mà không cười thì 4 ly nước mía, mà còn nếu mà không nói chuyện trong ngày là sẽ là một cái chầu lẩu. Năng level lên đó. Ly thế là cũng chắc gì. Trời ơi, dễ ăn được cái lẩu quen. Dạ, xin lỗi dạ. Bây giờ cá đi. Ngoài thứ mấy, thứ bảy không được, thứ hai đi. Em chơi thứ hai. Thứ hai gì được chứ.
Cái hàng dặn không? Chưa bán gì chơi chi tâm này. Ổ 20. Dạ, ổ 20. Đau đầu luôn. Thứ hai mình chơi được. Thứ hai buổi sáng bán bánh mì quá trời luôn mà, đầu tuần mà. Sai lầm rồi. Chủ nhật. À. Thứ nào cũng được, yêu cầu chị Tâm với chị Nga kết hợp với em là ăn chắc. Phải kết hợp mới được, có nghĩa. Trời ơi. Chơi kèo này mình ra là mình thấy mình thắng hết 90% rồi. Sai lầm. Sai lầm. Dạ mà xe ngựa ngổ hổ. Sai lầm vẫn là anh. Hên xui à, nhiều lúc hồi quên. Tại vì cái tính của người mình nó đã vui vẻ rồi, là một hồi là mình có im lặng một chút xíu mình cũng quên à. Tại vì nhiều lúc anh cũng đã từng như vậy rồi. Anh cố gắng trong ngày anh không nói chuyện nha, mà một hồi anh cũng nói à. Và một ngày mình không cười mình cũng phải cười thôi. Mình cố gắng tập trung chỉ trong một vài tiếng thôi. 15 cái thôi. Thì cá bữa đó cá nguyên ngày mà. Không nguyên ngày, trời ơi. Ôi. Nói với ủi em đi về. Rồi cá hết ca luôn. À hết ca thôi. Ok. Cá nguyên ngày luôn. Em nói chuyện luôn chết luôn à. Nguyên ngày nó chắc nó bị tù gì lắm luôn. Dạ. Đã đi làm nguyên một ngày mà nói về nhà xả chết đúng không? Về nhà không cho nói nữa. Ức chế lắm luôn à. Bên đây ổng 15 chơi. Bên đây ổng. Không lấy cho leo. Từ bây giờ luôn à. Rồi chơi bây từ bây giờ luôn. Ok, không cười đúng không? Rồi 4 ly nước mía. Thua là chung liền luôn nha. Phan nghe bắt đầu action nha. Để cười cho đã. Rồi cười đi. Trời ơi. Hai ổ tùy luôn. Hả? À. Cô em một ổ không lấy dưa leo chưa? Chen gì nữa. Ok, 1, 2, 3 nha. Ổ luôn, có hỏi không? Anh Hồi, cái độ kỳ trời. Đã luôn. Tôi kêu anh Hạnh 4 ly nước mía sẵn thì chị Tâm uống trước đi chị Tâm ơi. Chứ có người trả tiền rồi đó. Quán này quay nhiều lắm rồi. Dạ, em quay mỗi ngày luôn. Em chơi ơi. Rồi, qua đây là cái nào? Dạ, Sài Gòn Food. Chỗ nào cũng có. Tại em ở nhà ở gần đây nè. Hồi sáng rảnh cái chạy qua đây quay Chè cho con thêm dạ. Không ăn dưa. Không ăn dưa, lấy dưa ra. Anh hai ổ đây đủ thứ nha. Hai ổ cho anh trai đầy đủ. Thích đủ thứ đó. Rồi, thích đủ thứ. Ok, giá sạch nha. 1, 2, 3, ok bắt đầu. Rồi, dễ thua rồi kìa. Thôi rồi, 4 ly nước mía đi anh Hạnh ơi. Chưa gì, đã ok người ta, mình đã đếm rồi mà. 30 đi. Dễ cười, dễ cười. Làm lại là cá thêm chậu nữa hả? Cái này khẩu trang vô đi. Cái này là không yên ổn à. Không yên tâm. Ờ, thấy chưa? Đeo khẩu trang vô cười sao mình biết được, mình cá độ mà. Không phải, đeo cười như vậy á là à. Không làm vậy. Đó, nhiều đó đủ cười đó, đúng không? Anh Hạnh đi đâu rồi ta? Anh Hạnh đứng đó. Rồi, cho cơ hội luôn á. Rồi, ok chưa? 1, 2, 3. Ổ bình thường. Action. Ổ không dưng à. Cho bám hàm răng nha. Ai cần tổng tiệm là cũng tính chứ đâu có vậy không chịu cười. Thôi ăn gian quá. Đó rồi. Thôi thua rồi. Để anh đi qua anh kêu anh Hạnh mới được. Mình phải làm liền đó. Anh Hạnh ơi, 4 ly nước mía. Bên ly ly đó. Thôi có nước mía uống rồi nha các bạn. Kêu không nói chuyện thì được, cái kêu là không cho cười là không được rồi đó, cười phải cho tao cười chứ. Thì hồi nãy em cá độ mà, hồi nãy chẳng thà trước khi đó em nói đúng không, em chấp nhận rồi, xong bây giờ không nói chuyện là còn khó hơn nữa đó em. Dạ, mà không nói chuyện nó dễ á, giấu được, đúng không? Rồi bây giờ thôi uống nước mía xong đi, rồi giờ là mình làm là cái chồng mới là không nói chuyện. Không nói chuyện là khó lắm, tại mình buôn bán á.
mà cái tính tình thì vui vẻ hay cười, mà kêu ra thử thách không cười, chưa kịp nói gì cho mới đến 1, 2, 3 bắt đầu cười ha 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 rồi. Nằm mơ luôn. Thấy bà Tâm. Thế thì không cô. Đây, khách luôn rồi, 2, 3 khách tới luôn các bạn ơi. Cái này cho con 100 ngàn đi cô. Trời ơi, 50 chết xuống như vậy. Rớt tiền cô ơi. Ví dụ mà cá không nói á, người ta mua nửa ký đi, người ta mua nửa ký thôi. Cái em cân dư đó là 170 thì sao mà. Thì anh đã nói nó khó hơn cái vấn đề em cười, mà em nói là cái kia dễ hơn à. Thôi hồi nãy anh mới nâng lên là nếu mà không nói chuyện là lên cái nồi lẩu đó. Tại mình buôn bán mình khó lắm. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì cái tính của bé Ly là vui vẻ nên không thể nào mà không cười được. Em chỉ là giống như em đọc là cái tiêu đề hôm qua là cái video đăng đúng không? Gì cùng team mà 8 ăn cơm nhà nói chuyện tào lao là bắt đầu nó cũng nhảy ra cười hà hà. Rồi khách luôn. 15 ngàn có thôi không chị? Không thôi chị Nga ơi. Dạ có nước chấm. Ôi, chú Thành qua tới. Hello chú Thành. Anh chàng đẹp trai. Đẹp lão. Chị nghe, ủa lộn chị Tâm. Sao rồi xã giao với chú Thành đi để quên hoài. Đó, hai cần xé heo quay qua tới các bạn. Cái mít em xa chứ gần nghe nha. Nói chị Tâm nói chú Thành hết xí quách mới kéo lên. Kéo một chiếc xe. Kéo một chiếc xe. Đây nước thì chị Tâm thấy quên kìa. Nước của chú Thành mang qua. Nước chú Thành này đó. Nước chú Thành đi qua kìa. Một bình nước. Chú Thành là người Sài Gòn hay là người miền Tây chú Thành? Quê chú Thành á? Quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Quá trời quê luôn. Thành phố Hồ Chí Minh quê lắm. Tập hợp 64 tỉnh thành. Ủa bây giờ lên là thêm cho ta. Có quê. Không quê tập hợp ở đây nhiều nè. quê nhiều. Hỏi em quê ở đâu cái em nói em ở quê. Quê quá thơm, chưa cắt dây mà đã thơm mà. Đang lủi len lủi. Ủa len.
nay có da nữa các bạn. Nè nóng còn chảy mỡ sôi nước luôn các bạn. Sôi mỡ luôn. Ốc ọc luôn á. Dạ khối luôn á. Dạ khối luôn. Có đùi mà, có đùi. Hình như có giò nữa kìa. Không có lưỡi. Ôi, đen nhím á. Nóng còn chảy mỡ mà. Hả? Vậy mà đòi cá độ phải không? Khác khác 4 ly nước mía rồi đó. Khác quá khác. Ở đây chỉ có cá độ là chị Nga khó ăn chị Nga thôi. Trời dễ à, giờ cá bằng ha lại giờ chơi không? À. À dễ bằng ha mới dễ cười lắm chứ. Ủa vậy hả? Có thí dụ như bây giờ ra mà ta đứng nó bắt cười. Rồi. Còn bị dính đạn nữa. À, 4 ly nước mía này của Lily nha anh Hạnh. Lily thua độ quá. Anh Hạnh này nãy không tốt đi. Đây cho mình một ly đi. Trời nước mía gì mà nó thơm dữ vậy trời. Nó ngọt mà nó ngon mà nước mía tự nhiên nó béo quá, béo. Đã khác quá. Ngon quá. Ừ. Chua đúng rồi, 4 ly. Thua mới thua có 4 ly rồi mà gài lại lấy 4 ly liền rồi. Anh bộ này anh đọc quá. Kèo chị Nga khó ăn quá. Ai chị Nga kèo gì? Kèo lẩu cá kèo. Rồi. Để con điểm biết chị Nga là cái gì ta? Là cười đó bà. Bá hổ cà phê. Bá hổ mì. Không nghe Lê Lê nói bên này người ta cãi lộn bên kia bắt quanh ta bắt cười á. Ở đây tên mà. Nó hai chị em ta bị chửi chẳng có bệnh anh ơi. Ôi vậy à? Cũng biết. Cái này dắt 2 ký mấy chị Tâm hả? 3 ký luôn quá. 3 ký. Đây lớp nẹt không? Lớp nẹt, lớp mỡ, lớp nẹt, lớp mỡ. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Mà nó mau lục quá, nó gặp thịt nóng cái nó mau lục ha. Thấy mài một lần cả chục cái luôn á mà nó mau. Nè các bạn. Đây là nẹt trắng nha các bạn.
Cô giờ ăn bánh mì có chưa cô? Dạ có chú. Ừ. Rồi bên kia luôn. Dạ. Bán ổ 20 ngàn. Một ổ 20 cho chú, có lấy ớt không chú? Có đầy đủ. Đầy đủ cho chú luôn. Chăn nước hơi mặn chút ha. Tầm 6 giờ rưỡi, 6 giờ 40 là tới 6 giờ chiều có đủ luôn á chú. Nên chú cứ yên tâm mà mua. Chú thèm nè, chú đến là chú nói bánh mì là có bánh mì thôi. Thôi cảm ơn chú. Ôi nè các bạn. Đó, nóng chảy mỡ luôn nè. Uống luôn mía đi chị Tâm. Uống chứ. Uống mới ngon. Chị Tâm uống nước. Ủa lộn mà chị Nga uống nước mía cảm nhận như thế nào? Ngon ngon. À. Bé Lê uống nước mía cảm nhận như thế nào? Chua. Người ta nói đừng cười người hôm nay. Ngày mai người cười lại. Căng quá căng quá. Hay ha chị Tâm. Chị Tâm biết điểm yếu của chị Nga rồi. Đúng rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi bye bye các bạn.